Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 24 tháng 3 2024. Chúng ta tiếp tục học tập quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc. Học đến tập 273. Những đức để ý quý vị. Khi ca sĩ mà đến chùa mình hát á, ca sĩ nào mà họ nghe những đức giảng pháp và họ biết niệm Phật là hoàn toàn rất là đặc biệt quý vị. Quý vị Phật tử khắp nơi nơi nghe công đoạn này để ý đi. Ca sĩ nào mà nghe những đức giảng mà biết niệm Phật, quý vị thấy họ đến chùa họ đặc biệt lắm. Họ từ họ nói chuyện cũng tự nhiên, mà họ giảng mà họ vui, họ mắc cười lắm. Mà họ nói chuyện là công chúng tự nhiên thích họ liền, nó cùng tần số. Để ý chỗ này. Nên thí dụ như những ca sĩ mà đi đến chùa mình hát, tham khảo sơ qua những bài giảng những đức, rồi mình đi đến mình hát, tự nhiên cái hành động, cách nói chuyện của mình và phong cách của mình cũng hòa nhập được với hội chúng trong ngôi nhà Tam Bảo, cái nơi chùa đó. Thí dụ như ngôi chùa để chuyên niệm Phật, chúng ta lựa những bài hát về nhân quả, về chuyên niệm Phật chúng ta hát, nó rất phù hợp, cực kỳ phù hợp luôn. Thí dụ như những dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 như Đức Dương mới tổ chức, những ca sĩ mà người ta có góc độ nhìn sâu sắc thì tự nhiên trong nguyên một dàn ca sĩ đó lại có một người ca sĩ người ta hát về những bài hát về đất nước, dòng máu lạc hồng này kia, người ta hát luôn. Rất hay. Nếu mà trước thời gian đó người ta chọn những bài hát đó ta hát đặc biệt. Thí dụ như mình đi đến đâu mà cái nơi một ngôi chùa đi, vị chủ trì đó họ không có phương pháp tu gì rõ ràng, chùa họ cũng không có quan trọng gì nói chuyên tu niệm Phật giáng sanh gì, thì chúng ta đi đến nơi đó là chúng ta được đi hát trước xong đi về. Nhưng Đức nói là ca sĩ nào đi đến chùa mình, ca sĩ đó cũng có duyên phước lớn, vì gặp những đức dám mạnh dạn dám nói hướng dẫn ca sĩ. Mà có những cái mà ca sĩ người ta đi nhiều chùa mà chưa từng bao giờ có ông thầy nào dám hướng dẫn người ta, dám nói thẳng người ta. Mà đến chùa gặp những đức dám nói. Đó là một cái việc mà mình rất cảm ơn. Tại vì sao? Vì con người mình có những lúc bản thân mình sai, không ai dám nói mình luôn. Mà đã là không ai dám nói mình rồi là thôi cái như mình tiêu. Người ta để đại cho mình luôn. Người ta sợ người ta bị mình ghét này kia luôn, người ta không giờ nói. Mặc kệ mình luôn. Bản thân mình giống như té xuống bùn mà càng ngày càng lún sâu. Nên quý vị biết rằng những người mà người ta nói những đức cái này kia, những đức đều có dài ba bài pháp, những đức đã từng nhắc nhở, từng nói này nói kia, phân tích rất rõ ràng cho họ nghe. Đó là xong trách nhiệm của những đức. Tại vì bản thân những đức cũng không muốn mà mình im điềm để cho họ càng ngày càng lún sâu. Bản thân mình cũng phải có trách nhiệm gì với cái nhân quả của mình. Nên bản thân những đức cũng có những cái lý giải rất rõ ràng. Rồi xong rồi những đức buông ra. Bản thân những đức không cần phải suy nghĩ tới vì mình đã làm rồi. Thì quý vị biết rằng là nhiều ca sĩ đến chùa mình hát những đức để ý rõ ràng. Rất nhiều ca sĩ nghe những đức giảng pháp. Mà những người nghe những đức giảng, thật sự nghe những đức giảng nha, mà có niệm Phật nha, là họ hát, họ nói chuyện đặc biệt lắm. Họ nói chuyện rất là hay, mà Phật tử nghe rất là thích. Rất đơn giản mà nói rất thật, không phải bẻ mồm bẻ miệng giả dối gì, nói rất thật. Nên những đức nói rằng là nhất là mình đi đến một cái nơi chuyên tu, mình đi đến một cái nơi mà ông thầy giảng pháp có sức ảnh hưởng, là mình đi đến nơi đó mình phải tham khảo sơ qua những điều ông thầy đó giảng. Mình lỡ mình nói chuyện là ngay bon. Đó là cái cách rất đặc biệt. Giống như mình đi giảng pháp gì, mình đi đến đâu giảng thì mình phải coi địa phương ở nơi đó như thế nào, họ về tôn giáo Phật giáo hay sao, họ học tập như thế nào là nhiều nhất. Giảng ra y bon, giống hệt luôn. Người ta tiếp nhận mình mau, mau nhất luôn đó quý vị. Thì 2 ngày tổ chức lễ, tính ra nói 2 ngày tổ chức lễ chứ thật sự là từ thứ bảy chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư xuyên suốt luôn cả tuần nay. Thì quý vị biết rằng là chùa mình số lượng người đông ở trong chùa xuyên suốt hướng dẫn ta tu thuyết pháp, và những đức cũng bệnh suốt mấy ngày bữa nay đã đỡ lại, đỡ bệnh. Bệnh nhưng mà cũng ngồi chia sẻ Phật pháp xong, ngồi anh chị ca sĩ hát,
mình ngồi đó, Phật tử người ta cũng vui. Chứ mệt thì mệt cũng phải gán ngồi đó. Nhiều khi những đức ho mà nhiều Phật tử người ta cũng thấy cũng nóng ruột luôn. Nhưng mà bây giờ người ta đi đến đây, đến chùa mình ta hát thiện nguyện không, bỏ công, bỏ của người ta đi, lỡ đây người ta hát, mà mình đi nằm nghỉ, mệt mệt thôi kệ, ho, khạc khạc khạc, cũng ngồi đó, chút hết ho, mình hết tặng đáy lòng mình thôi chứ. Thì vì biết người ta đến với mình thì mình nhiệt tình đến với người ta. Từ khi mình nằm vẹp thì đưa mình vô trong thôi. Còn mình ngồi được mình ngồi. Như cái bữa 1 tháng 5 mà quý vị biết rằng tới 12 rưỡi, chương trình xong 12 rưỡi, lên ăn cơm với mấy anh em xong là 1 rưỡi, tới giờ tu luôn, tới giờ buổi trưa tu luôn quý vị. Nó kéo dài thời gian vậy mà buổi sáng đó là những đứa ăn, ăn cơm không được, ăn có miếng cháo. Lên nó ngồi mà nó số lượng con người đông đúc, thiệt là đông. Cũng mệt đó quý vị, mệt lắm, đói bụng, mệt. Mà khi nó biết đói bụng là nó cũng khỏe. Mà ngồi ra phóng sanh cũng điếu thực, cũng đuối thiệt, không giỡn đâu. Nhưng rõ ràng cái tâm nhiệt tình, cái tâm hết mình. Thì 30 tháng 4, 1 tây tháng 5, Phật tử về cũng rất đông. Bữa 30 tháng 4 thì ở bên Đạo Tràng 3 cũng rất là đông. Rồi 1 tháng 5 bên Hộ Pháp còn càng đông hơn. Thì chương trình rất là đặc biệt, xong đâu vào đó hết. Thì quý vị biết rằng là mỗi một chương trình mình niệm niệm vì chúng sanh, hết lòng hết dạ vì chúng sanh. Quý vị biết rằng là có nhiều người hỏi Như Đức, thầy ơi bây giờ chùa mình khai sĩ nó nát đông nghe thầy. Như Đức nói cũng là đủ duyên, chứ bây giờ nó chưa đủ duyên. Bản thân mình muốn rủ người ta đến hát cũng không ai đến. Bây giờ nhiều chùa muốn khai sĩ nó nát rồi người ta cũng đâu có đến đâu. Mà chùa mình ta đến rất là đông. Bây giờ mình nghĩ đi, những người ca sĩ người ta cũng có duyên phước lắm á. Trong cuộc đời sinh ra, trong cõi đời này, những người làm ngành ca hát, họ cũng có địa vị xã hội lắm á quý vị, cũng được sức ảnh hưởng lớn lắm. Họ đi đến chùa họ hát, ngay một ngôi chùa chuyên tu, họ cũng ngồi đó nghe những đức giảng pháp luôn. Thì trong cuộc đời mình khuyên người niệm Phật rất đông. Bây giờ đến lúc rất là đủ duyên, những người có địa vị xã hội, cũng có sức ảnh hưởng xã hội, cũng ngồi đó nghe mình giảng pháp. Mình nói những cái điều lợi ích trong cuộc sống. Đừng làm những việc lợi mình mà hại người. Họ ngồi họ nghe rất là thích quý vị. Họ ngồi họ nghe, lúc nào đến cũng nghe như Đức giảng tiếng mấy đồng hồ, xong họ mới được hát. Rồi mỗi một ca sĩ họ đều có sức ảnh hưởng, là cũng có những người đi thích nghe họ hát, mà họ lại nghe những đức giảng pháp. Thì những người thích nghe họ hát có khi họ cũng để ý Phật pháp một chút, và những người ca sĩ này cũng được kết duyên trong Phật pháp. Đến khi một ngày nào cuộc đời họ có những sự khổ đau, kiếp cầm ca mà quý vị, có khi về sau họ rất khổ, biết đâu nhờ cái nhân họ vô chùa mình mà sau này họ có cơ hội tuổi già hay họ gặp sự cố gì, họ cũng có điểm nương tựa về mặt tâm linh. Nhưng Đức nghĩ vậy đó, mà cái duyên ca sĩ đến chùa mình càng ngày càng đông. Cái duyên ca sĩ đến chùa mình càng ngày càng đông 100%. Mình nghĩ vậy đó quý vị. Nên mỗi một người mình làm việc gì mình cũng nghĩ niệm niệm gì chúng sanh, niệm niệm lợi ích cho người ta. Mình nghĩ như vậy thì tức khắc quý vị biết rằng là nhân duyên mình cũng thù thắng. Nên chùa mình bây giờ anh chị ca sĩ đến chùa hát rất là đông. Mà những Đức nghĩ rằng mấy chục người ca sĩ không phải dễ mờ quý vị. Đây phải công nhận là cái nhân duyên đặc biệt. Mà Kim Tho, Hoa hậu Kim Tho nói rằng rất nhiều người ca sĩ người ta thích đến chùa mình hát. Nên Như Đức nói với Hoa hậu Kim Tho một câu rằng, Như Đức nói những người nào mà người ta chưa được nổi tiếng cứ tạo điều kiện cho người ta hát đi Kim Tho. Ta chưa nổi tiếng, họ cũng hát hay mà họ chưa có cơ hội được nổi tiếng, hãy cho họ có cơ hội được hát chùa mình đi. Còn những người nào mà nổi tiếng, mình rủ họ vài ba lần mà họ không đi lỡ hát, đừng rủ nữa. Vì sao? Họ đã nổi tiếng rồi, họ đã nổi tiếng rồi, họ đâu có cần. Họ không biết được những cái chỗ gì tu duyên tu phước lớn quan trọng, họ đâu có cần. Thì mình khỏi rủ nữa. Còn những người mà người ta xin hát, tại sao mình không cho người ta hát? Không?
Nghĩa là những người nào chưa nổi tiếng cứ cho người ta hát đi. Nhưng mà Hoa hậu Kim Thoa cũng đặc biệt điều tạo điều kiện cho các anh chị ca sĩ hát. Đó là cái nhân duyên rất đặc biệt. Một con người có tâm bao dung, cái tâm rộng lớn lên vậy đó, thì tức khắc về sau cái cương vị, địa vị mình càng ngày càng lớn lên. Một con người mà được nhân tâm con người thì con người mới làm được việc lớn trong cuộc đời, và duyên phước từ nơi đó mà lớn lên. Có tâm bao dung lớn, có tâm thương người lớn, có tâm nghĩ gì người ta lớn, thì phước đức nhân duyên theo đó mà phát triển lớn. Nhớ kỹ, những người mà mình mới làm, mình rủ người ta cái là người ta hát, mình báo cho người ta biết là người ta hát, báo cho người ta biết là người ta hát, thì những người gì mình cứ cho người ta cơ hội được hát. Còn những người mình rủ người ta hay làm người ta không hát là thôi, không quan trọng. Cái quan trọng là những người người ta thích đến chùa mình hát. Mình khỏi cần quan trọng suy nghĩ người ta cái gì, mình chỉ cần thấy người ta thích đến chùa mình hát, mình thấy được cứ cho người ta hát, sắp xếp lịch cho người ta hát. Tại vì sao? Họ đến chùa mình có khi cũng bất chợt họ cũng nghe được Phật pháp, cơ hội được nghe Phật pháp, được tiếp nhận Phật pháp. Quý vị biết rằng pháp môn tịnh độ này gọi là tam căn bổ độ, phàm thánh tề thấu. Mỗi một chúng sanh có nhân duyên đặc biệt lắm mới nghe được Phật pháp. Được nghe Phật pháp là cũng rất đặc biệt quý vị, đặc biệt lắm. Nếu như mình tạo cơ duyên cho họ nghe được pháp môn tịnh độ, đây là tu đại nhân duyên phước báo. Nên mỗi một ca sĩ đến chùa mình hát, người ta hát xong ta niệm ba câu Phật hiệu với đại chúng, đây là đặc biệt lắm quý vị. Ta hát xong ta niệm ba câu Phật hiệu với đại chúng rất là đặc biệt. Nghĩa là mình phải hướng dẫn người ta, mình hướng dẫn người ta là hát xong niệm ba câu Phật hiệu cùng với đại chúng. Vì sao những đức ít nói đến những việc đó? Vì mình hướng dẫn người ta niệm Phật. Có những việc không khéo người ta nói mình bắt buộc người ta. Ví dụ trong nghề, chia sẻ trong nghề, mình niệm ba câu Phật hiệu đó vì lý do gì? Vì cái ngôi chùa đó chuyên niệm Phật. Nên mình niệm ba câu Phật hiệu đó là giống cái lễ mình đến với hàng Phật tử. Tí mình là ca sĩ có tiếng tâm đó, nhưng người ngồi bên dưới nghe mình lại là đệ tử của Phật. Những người mỗi ngày họ niệm Phật, lễ Phật, họ phát nguyện, họ cầu sanh cực lạc. Mình có khi mình là ca sĩ nổi tiếng mà mình cũng chưa phát nguyện cầu sanh cực lạc. Quý vị coi bao nhiêu ca sĩ nổi tiếng, họ có tiếng tâm đó và họ mắc tiếng tâm đó. Còn những con người này tí đơn giản, nhưng họ niệm Phật họ đi sẽ được Phật A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh. Nhìn họ ngồi dưới gì chứ cái cương vị phước duyên của họ chưa chắc thua mình. Còn mình tí là nhìn phước duyên của mình, nhìn mình đẹp, mình gái, được nhiều người ái mộ, nhưng đó chỉ là phù du ảo ảnh thôi. Nó chỉ là giống như một cái ánh chớp trong cái cuộc đời. Bao nhiêu con người tiếng tâm lừng lẫy mà mình cũng nhìn ra mà, một thời gian đi qua cuối cùng cũng đâu còn gì đâu quý vị. Nhưng những con người niệm Phật này, họ gây dựng cái tâm tín nguyện niệm Phật, vai trò họ rất quan trọng. Nên từ cái tâm lễ kính đó mà khi mình hát xong, mình niệm với họ ba câu Phật hiệu, họ rất là vui. Ý nghĩa chỉ là như vậy thôi. Khi nhận thức được rồi thì tự nhiên mình đi đến chùa mình hát, mình hát, mình rất là hòa nhập. Mà khi mình đã hòa nhập được với công chúng đã quý thương mình, thì tên tuổi mình theo đó mà phát triển. Mà tên tuổi mà phát triển thì tự nhiên nhiều số mời mình, mà nhiều số mời mình thì tự nhiên vật chất đến với mình. Nên cái danh mà tạo ra thì mới tới cái lợi. Mà cái danh mà có đạo đức, cái danh mà có nhân cách, cái danh mà tiếp nhận vì phước duyên, thì tức khắc cái danh này nó sanh cái phước rất lâu dài. Còn nếu như không biết cách như vậy thì tự nhiên mình đến mình nghĩ mình hát hay thôi. Mình không cần nhận thức được cái việc nhân cách đạo đức giữa con người với con người. Có những người đến hát một lần thôi đã tạo ra một cái sức ảnh hưởng rất quan trọng đối với hàng Phật tử số lượng rất đông, mà
và thêm một cái sức ảnh hưởng lan rộng ra với hàng Phật tử luôn. Quý vị biết rằng là cái người mà niệm Phật, cái người tu, cái phước họ lớn lắm. Đã là cái phước họ quá lớn rồi mà mình đụng với họ mà họ mà ghét mình, mà họ khởi tâm không phải nữa thôi, nó cũng tổn duyên phước của mình cực kỳ lớn luôn. Thì giống như bây giờ phước lớn, giống như họ rất nặng căng đi, mà họ mà tập trung họ đè mình một phát là quý vị chỉ có con đường chết ngắt, không nói dòng gió đi. Hiểu không? Còn nếu như họ đã nặng căng rồi, có phước duyên rồi, mà họ quý mến mình, họ khen mình cái thôi, thì duyên phước mình cũng tăng lên rất là nhanh. Duyên phước mình tăng lên cũng rất nhanh. Nên những đức nói rằng là hàng Phật tử khi nghe ai mà chăm chích chăm thọt gì mình, bản thân mình nên phát tâm từ bi, chứ đừng có mang cái tâm chù ẻo người ta. Khi mang tâm chù ẻo người ta, mình cũng tổn duyên tổn phước. Mà cái tâm chù ẻo đó của người có phước á, nó nặng căng lắm, nó nặng căng, có thể nó phá sập duyên phước của người kia liền luôn, và người kia tức khắc chết bất đắc kỳ tử liền, ghê lắm. Nên mình cũng không nên gì, họ như thế nào chuyện của họ, còn mình không thể nào làm tổn duyên tổn phước của mình. Nó có những lúc mà tự nhiên tâm của mình rất bình thản, mình nói những điều gì đó, quý vị nên nghe những điều này, đó là những điều rất quan trọng. Những điều nó rất quan trọng khi mà con người mình bình tĩnh. Tại có người mà giữ được bình tĩnh là phải càng nhớ Phật niệm Phật, cái tâm mình nó bình tĩnh lắm. Khi con người mình tâm nó thanh thản thì con người mình sẽ nói ra những lời thanh thản. Còn con người mình có những lúc cái tâm của mình nó bực dọc khó chịu, mình sẽ xuất phát ra những câu nó rất là bất cần, là đó là ghê lắm, đáng sợ. Nên phải càng niệm Phật. Nên những đức mới nói rằng là ca sĩ hay những người mà nghe những đức giảng mà đi đến chùa mình nó phù hợp, nó gần gũi, nó đơn giản, nó bình dị, nó rất phù hợp. Nên những bài chia sẻ này mà những anh chị ca sĩ mà người ta nghe được thì tự nhiên người ta biết đi đến đâu, người ta sẽ biết phù hợp đến đó. Đi đến một lần hát sẽ gây một sự ấn tượng cực kỳ lớn đối với công chúng. Tự nhiên cái hành động, cái cách của mình nó rất gần gũi. Tuy mọi người ai cũng biết cách để làm sao lăng xê tên tuổi của mình lên, nhưng mà không có cách nào bằng cái cách chân thành, chân thật và nhiệt tình. Đó là một hành động tuyệt vời nhất để được lòng mọi người đặc biệt nhất. Tại vì mình chân thành, chân thật, nhiệt tình, mình cũng biết đó là cái điều để lăng xê tên tuổi của mình, nhưng mà phải chân thành, chân thật, nhiệt tình chứ không có giả dối được. Giả dối thì không phù hợp, khó thế nào phát triển được. Nên đối với Phật pháp cũng vậy, phải chân thành, chân thật niệm Phật. Chân thành chân thật đó là một câu Phật hiệu chân thật niệm, gây dựng tính người niệm Phật, gặp sự cố gì cũng niệm Phật, trở ngại gì cũng niệm Phật, đau đớn gì cũng niệm Phật, gặp trường hợp gì cũng niệm Phật. Chân thành chân thật niệm Phật, đúng không? Đến với người chân thành chân thật đến với người, chúng ta chỉ cần có cái tâm chân thành, thành chân thật đến với người thì nó cảm hóa. Chân thành chân thật đến với Phật thì có cảm ứng. Phải nhớ kỹ, cái tâm chân thành chân thật là quan trọng dữ lắm. Mà chân thành chân thật với Phật Bồ Tát là phát ra cái tâm chân thành chân thật đối với chúng sanh. Vì Phật Bồ Tát luôn luôn thương chúng sanh, mình chân thành chân thật với chúng sanh thì chư Phật Bồ Tát thương mình, chắc chắn luôn. Nên mình chỉ cần thương chúng sanh là Phật Bồ Tát thương mình. Mình niệm niệm gì chúng sanh là Phật Bồ Tát thương mình. Mình vì chúng sanh lợi ích giải thoát mà mình đem với môn tịnh độ, dù mình có bị những sự bị người ta nói nặng nói nhẹ, bị này bị kia, nhưng mình vẫn chân thật hết mình để đem pháp môn tịnh độ giới thiệu, dùng đa dạng phương tiện để đem pháp môn tịnh độ giới thiệu. Mong pháp môn tịnh độ này sẽ đi đến từng nhà mọi người, sẽ giải bớt đi cái kiếp nạn cho nhân sinh. Giống như năm xưa Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, ngài giảng kinh Hoa Nghiêm, nhưng mà ngài giảng giữa chừng ngày ngưng, ngài nói ngài giảng kinh Vô Lượng Thọ. Vì sao? Vì ngài nói rằng giảng kinh Vô Lượng Thọ để cấp tốc để mà cứu vãn tai quả cho nhân sinh nhanh nhất. Ý nó là câu Phật hiệu này là cứu vãn kiếp nạn cho nhân sinh nhanh nhất. Nên tới đời chúng ta là nói trực chỉ vào câu Phật hiệu luôn. Nhà nhà biết niệm Phật, nhà nhà có ngôi Tam Bảo, nhà nhà có ngôi Tam Bảo, nhà nhà niệm Phật lễ Phật, ăn chay phóng sạch thì kiếp nạn nhân sinh quá giải bớt. Nhớ kỹ, đây là chỗ quan trọng. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị tín nguyện niệm Phật kiên cố, niệm Phật cả đời không thối tâm, khi bỏ báo thân này
chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.